Rồi theo kêu cầu của khách hàng đó thì sáng nay em đăng clip lại quay lại kỹ cho chị tham khảo đó, thì con mẹ là mẫu mẫu Bosin đó, thùng dạo lớn lúng rồi lúng bảng lúng chèn chân móng hoàn thiện, bảo là lúng nghiêm chỉnh, bò bơm lại tháng 10 nay là tháng bữa quay lần đầu là tháng 12 ngày, nay là tháng 13 14 ngày gì đó anh chơi. Bà B lứa 2 nha anh chị. Bò này rớt một đôi răng nha anh chị. Nghe chủ nhà báo là rớt một đôi răng. Đó, thì bò lại em cũng chưa dịch răng. Chiều cao xa mông đích thì tầm 1m35-37 anh chị ơi. Vô lưng thì yếu 1m3. Xình chút xíu, xế tích thì xế mặt xế lưng nghiêm chỉnh. Đó, miệng rộng phía sau nha anh chị. Rúng bà cậu rô. Yếm dầu lạch thạch, chân móng sò hoàn thiện, bò vô tha đồng đó, cực kỳ quyết nha anh chị. Đó, tướng cao ráo lỏng lẻnh dài đòn, cây đuôi lớn nha anh chị. Đó, qua đen thui đuôi 100, thì con là con cái ba b đó, con cái ba b xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, đầu trội, chân móng sò. Chiều cao giữa lưng thì tầm 1m05 anh chơi, thì nó trên mét lên năm gì đó, xong đích thì cao hơn đó. Uống mề nha anh chị, pin lực mẫu này là mình để nái xinh sáng luôn anh chị đó. Thì mẹ rúng bản thì con cũng rúng bản rúng chuyện luôn anh chị. Qua to đen thui bự đuôi bẹ, chân móng hoàn thiện. Bò này bao lực cho anh chị luôn, một mẹ con bao đẹp. Giá là 44 triệu giá chốt không thương lượng nha anh chị. Đó, anh chị gần xa thích bộ mẹ con mà nhanh tay nhấc máy xuống hỏi em đây cho màn hình. Mẹ ra đó anh chị. Thì anh chị gần xa có điều kiện bắt bộ mẹ con thì phụ tiền xe bên chủ bò. Đó, giá cả em thương lượng rồi, giá chốt hàng quyết nha anh chị. Đây là quay lại cho anh chị gần xa tham khảo lại kỹ đó, để mình bỏ đồng tiền bắt buộc là phải coi kỹ anh chị ơi.